Thưa quý vị, thanh niên là lực lượng lao động chính, sản xuất ra của cải vật chất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, vấn đề việc làm cho thanh niên là một trong những vấn đề khá nhức nhối của xã hội hiện nay, khi tỷ lệ lao động thất nghiệp ngày càng cao. Cùng với cả nước, tình trạng thiếu việc làm trong thanh niên của tỉnh Lâm Đồng cũng chiếm con số khá lớn. Thực tế cho thấy, giữa những đòi hỏi về việc làm với định hướng nghề nghiệp của thanh niên, giữa mục tiêu đào tạo nghề và sử dụng lao động có nhiều mâu thuẫn. Hiện tượng thừa thầy thiếu thợ tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo và diễn ra khá phổ biến. Nhiều sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhưng không tìm được việc làm. Cùng tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn qua loạt bài phóng sự vấn đề việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mời quý vị cùng theo dõi. Từng du học ở Úc 2 năm về chuyên ngành kinh tế, trở về Việt Nam, Lương Trần Kim Ngân ở xã Phú Hiệp, huyện Đức Trọng vẫn không tìm được việc làm thích hợp với năng lực và kiến thức của mình. Em quyết định đăng ký tham gia học nghề tại trường cao đẳng nghề Đà Lạt và theo học tại khoa công nghệ sinh học. Dựa trên những thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao của địa phương sẽ giúp em có một công việc tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Sau khi em tìm hiểu thì em cảm thấy là học nghề là cái con đường thích hợp nhất, tại vì nó đi sát với thực tế, và khi em học trường cao đẳng nghề này thì em được thực hành nhiều và được đi tiếp xúc với rất là nhiều doanh nghiệp, thì nó cũng là cơ hội để em học hỏi để sau này em có thể thực hiện ước mơ của mình. Tốt nghiệp khoa xã hội học của trường Đại học Đà Lạt được gần 2 năm nay, Ca Đèo ở xã Phi Tô, huyện Lâm Hà đã nhiều lần làm hồ sơ xin việc gửi đến các cơ quan chức năng của địa phương để xin việc. Nhưng những bộ hồ sơ cứ gửi đi nhưng không nhận được câu trả lời. Thất nghiệp, Ca Đèo ở nhà chăm sóc cà phê cùng với gia đình và tiếp tục chờ đợi phép màu sẽ đến với mình qua những bộ hồ sơ xin việc đã được gửi đi. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với ý chí thoát nghèo, Ca Đèo quyết tâm học tập để thay đổi tương lai. Nhưng 4 năm theo học tại đại học, bao nhiêu công sức, tiền của... Bây giờ, tấm bằng đại học là tài sản duy nhất. Nhưng cứ chờ đợi thế này khiến Ca Đèo vô cùng buồn bã và lo lắng. Cứ cầm điện thoại thôi, chỉ mong là một cuộc gọi hay là một tin nhắn của bên hội đồng tuyển dụng có thể liên hệ với mình để mà mình có việc. Hiện tại thì tìm việc cũng rất khó khăn, nên rất mong tương lai sau này thì có thể tìm được. Còn bây giờ thì chắc chắn là tự phát triển kinh tế cho bản thân mình thôi, rồi phụ giúp ba mẹ, còn sau này có điều kiện thì tính sau. Về tình trạng thất nghiệp, chỉ tính riêng ở xã Phi Tô, một trong những xã nghèo của huyện Lâm Hà, cũng có tới trên 40 con em địa phương tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng không có việc làm hay tìm được công việc phù hợp với ngành nghề mà các em được học. Thực trạng mà cái con em ra trường mà không có việc đi học đại học cao đẳng mà không có việc làm ở xã chúng tôi nói chung là tương đối nhiều. Trong những năm qua thì nhiều hộ gia đình cũng đã cố gắng đầu tư cho con em đi học, và với cái mức đầu tư cũng tương đối lớn để đến tới lúc mà ra trường. Tuy nhiên tình trạng mà con em ra trường không việc làm cũng đang phổ biến. Riêng cơ quan trụ sở của cơ quan nhà nước thì một số em hiện tại ra trường cũng được bố trí một số chức danh bán chuyên trách, nhưng mà đấy cũng chỉ là những công việc tạm, về thu nhập thấp, không đảm bảo được cái nhu cầu và cuộc sống. Theo thống kê của tỉnh đoàn Lâm Đồng, tổng số thanh niên trong toàn tỉnh là trên 270.000 người. Trong số đó, thanh niên thất nghiệp hiện nay khoảng 6.933 người. Nguyên nhân mà thanh niên thất nghiệp nó thật ra nó có những cái điểm tương đồng của cả nước. Đó là việc mà chúng ta đào tạo theo những gì chúng ta có, chứ chúng ta cũng chưa bám sát vào cái nhu cầu của xã hội, cũng như là chưa làm tốt cái công tác định hướng về nghề nghiệp việc làm cho thanh niên. Thêm vào đó thì sự chuyển dịch về cơ cấu ngành nghề, thì có những ngành nghề mà đòi hỏi công nhân bậc cao hay là nguồn nhân lực chất lượng cao thì chúng ta lại thiếu. Nhưng mà những cái ngành nghề thông thường hay là những cái bằng cấp như là về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội thì nó lại quá phổ biến rồi, lại không dùng. Nhiều bạn sinh viên ra có bằng khá hay là học được tốt đó, nhưng mà không có nhu cầu, nên là các cái doanh nghiệp hay là các cái cơ quan nhà nước lại không tuyển dụng thì nó khó khăn. Thêm vào đó thì việc mà thanh niên vùng sâu vùng xa thì
chúng ta tổ chức các cái nghề nghiệp việc làm cho thanh niên á, thì nó lại cũng không thiết thực lắm. Ví dụ như tạo tay nghề cho thanh niên, nhưng mà cái sản phẩm đầu ra của thanh niên thì lại không có chỗ để tiêu thụ. Chính vì thế mà nó cũng phí hoài về thời gian, về công sức, mà nó cũng không hiệu quả về kinh tế. Thất nghiệp trong thanh niên dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lao động trong độ tuổi vàng. Bên cạnh đó, chưa kể hết những hệ lụy khi thanh niên không có việc làm, dẫn đến các tệ nạn xã hội gia tăng. Tuy nhiên, vấn đề lao động và việc làm của thanh niên phần nào liên quan tới những định hướng nghề nghiệp của chính họ. Do vậy, để có một nguồn nhân lực trẻ đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội hiện nay, vấn đề đặt ra là phải định hướng phát triển nghề nghiệp mới trong thanh niên, phù hợp với những yêu cầu của xã hội. Có như vậy mới tránh được những hậu quả về sự lệch lạc trong xu hướng tìm kiếm việc làm cho thanh niên. Vậy lý do vì sao dẫn đến tình trạng thất nghiệp ngày một gia tăng? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong kỳ 2 của phóng sự dài kỳ, vấn đề việc làm cho thanh niên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Bản sách giáo khoa là sách tham khảo. Thư viện được chia làm 3 khu vực riêng biệt. Đó là khu vực dành cho học sinh mượn đọc các loại sách tham khảo, khu vực tự chọn sách đọc giải trí và khu vực dành cho sách giáo khoa.